Rồi, mình xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn chiếc Honda Wenfa phiên bản màu trắng. Đây là bản màu trắng, mẫu này là mẫu 2023 trở về trước. Bởi vì nó có cái ý màu bạc này các bạn, nhựa sơn. Các bạn chú ý ha. Thì của một anh trai người nước ngoài. Mua chiếc này là chiếc thứ hai rồi. Chiếc phụ trợ này là ảnh mua ở đây luôn nè. Mua ngay tại cửa hàng Mai Duyên ha. Địa chỉ mình ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Đây chính là tuyến đường Triệu Nương nha. Phu chờ này đã ra biển số rồi. Bây giờ trở lại mua thêm chiếc Wenfa này. Hiện tại thì ảnh đang làm thủ tục giấy tờ ở trong nè các bạn. Và các bạn biết không, bạn Mai tư vấn tiếng Anh với khách luôn đó các bạn. Biết không, bạn Mai đó tư vấn bằng tiếng Anh với khách luôn đó, biết chưa? Thì chiếc phu chờ này, xin lỗi các bạn, chiếc Wenfa này á, bên mình đang bán với giá là 17,9 triệu cho những phiên bản sơn bóng thế này. Màu đen mờ sẽ là 18,9. Bản đen mờ nhé các bạn. Và phiên bản 2020, phiên bản mà cổ điển á, 2024 cổ điển á, thì sẽ là 19,200,000. Là Wenfa nha. Rồi, nhân viên mình sẽ gắn chống chân nè ha, câu bình nổ máy để giao cho khách luôn. Còn đây là Wenfa phiên bản màu xám xi măng, bên mình độ lên. Độ lên như thế này là cộng thêm 1,8 triệu nha các bạn. Đây nè anh trai, cao to. Còn đây là bạn Mai. Nói tiếng Anh luôn các bạn. Bạn Mai nói tiếng Anh với khách luôn, biết chưa? Mình rất là bất ngờ. Còn đây là chiếc Charlie, anh trai này từ Vĩnh Long chạy xuống cửa hàng để mua đó các bạn. Thực sự thì bên mình rất là cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho bên mình ha. Chiếc xe này mình sẽ dành một clip riêng ha. Wenfa màu trắng. Mình nhắc lại nha, màu sơn độ này là cộng thêm 1,8 triệu. Thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 2 năm màu sơn. 2 năm màu sơn. Chỉ cần nó bong tróc hay là phai á, là bên mình sẽ bảo hành cho các bạn liền. Xe này khách chốt rồi ha. Đây nè, đó. Đây luôn nè. Đây là phiên bản độ lên từ bản 24. Thì nó cái yếm trong này các bạn là nhựa đen. Nhựa đen nha, bạn chú ý ha. Còn phía sau nè, thì bên mình đang bán bằng giá nhau hết à. Miễn sơn bóng á, là 17,9. Cái màu đen mờ á, là 18,9. Phiên bản cổ điển á, là 19,2. Mình sẽ nhắc lại lần nữa ha. Đó. Sẵn nghe luôn ha các bạn. Xe này là sử dụng bình xăng con nha. Rồi ok ha. Bây giờ đang câu bình chiếc xe đó. Đang câu bình các bạn. Đây, vị khách nước ngoài của chúng ta mua hai xe rồi. Đến mua một chiếc và bây giờ mua thêm một chiếc nữa. Hôm nay thì đang là 11 tây nè. Video này kịp thì mình đăng luôn trong hôm nay. Còn không kịp thì mình sẽ đăng vào ngày mai ha. Đây các bạn xem nè, bạn Mai sẽ tư vấn cho khách người nước ngoài. Bạn Mai hơi mất cỡ một chút xíu. Các bạn nghe chưa, tư vấn tiếng Anh với khách nước ngoài. Thật sự thì mình rất là bất ngờ ha. Cho nên nè, những bạn nào mà đang có muốn mua xe mà là người nước ngoài đi, cứ thoải mái gọi cho bạn Mai nha. Gọi cho bạn Mai nha. Mình sẽ cho số di động của bạn Mai trên màn hình. Cái số đầu tiên đó các bạn, 0948852158, đó là số của bạn Mai đó ha. Bên mình sẽ không cần phải có người phiên dịch nữa. Bạn Mai sẽ là tư vấn VIP bên mình luôn rồi, tư vấn cho khách nước ngoài luôn. Đó. Tại vì anh trai là tính muốn gắn ba ga, nhưng mà không biết phải nói thế nào để cho bên mình hiểu, thì nhờ bạn Mai gắn ba ga cho xe Wenfa nha các bạn. Anh trai sẽ gắn ba ga. Rồi.
Về dòng xe Venfa này á, các bạn có thể là qua bên hãng Head Huỳnh Bạch Tùng, địa chỉ là số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng để mình mua cũng được ha. Còn nếu không cứ qua đây thì cũng được luôn. Như xe này nè, là màu xám xi măng. Phiên bản này là phiên bản độ. Trưa rồi, chắc lẽ mình cũng xin phép được kết thúc cái video này ở đây. Thay mặt cửa hàng cảm ơn anh trai người nước ngoài này rất là nhiều. Thật sự mình cũng không biết kêu tên ảnh như thế nào. Hôm nay đang là một tay nè các bạn, giữa trưa rồi ha. Lần nữa thay mặt cửa hàng cảm ơn anh trai rất là nhiều nha. Hy vọng là anh có về xem video này và không biết là anh có hiểu được mình nói gì hay không, nhưng mà thank you anh nha. Hy vọng là chữ thank you này anh sẽ nghe được. Xin chào các bạn nha.